Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong cái thời gian gần đây thì rất là nhiều các bác đã gửi cái câu hỏi đến cửa hàng xe đạp Kiên Xe Đạp của em, và trong video này em sẽ hướng dẫn các bác xả e, hay còn gọi là xả gió, của cái dòng xe phanh dầu thủy lực ở những cái dòng xe mà có trang bị phanh đĩa và là phanh thủy lực giống y như xe máy. Thì chúng ta trong cái quá trình sử dụng có thể là chúng ta phải tháo ra để thay thế một cái bộ phận nào đó ở trong cái đường ống dây, thì nó sẽ bị e ở trong đường ống. Và cái cách xả e của chúng ta như thế nào cho nó dễ nhất, đơn giản nhất, thì trong video này em sẽ hướng dẫn các bác cách xả e dễ nhất, đơn giản nhất. Vâng, và công cụ của chúng ta cần có đó là một chai dầu phanh. Chai dầu phanh này thì các bác có thể dùng dầu phanh chung của dầu phanh ô tô hay dầu phanh xe máy đều được, bởi vì cái độ thông số kỹ thuật của nó hoàn toàn giống nhau, là chai dầu phanh của ô tô hoặc xe máy loại to như này. Và các bác cần một cái bơm kim tiêm loại to, đó là công cụ. Tiếp theo là các bác cần một cái bộ lục lăng nhiều đầu nhỏ để mà mình vặn tùy theo cái bộ phanh đĩa của phanh dầu của các bác là hãng gì. Ở đây là em đang ví dụ ở trên hãng Shimano. Thì các bác sẽ mở cái đầu tiên, các bác sẽ mở cái lắp để đổ dầu của cái phanh này ra. Là đầu tiên dùng lục lăng chúng ta mở cái nắp đổ dầu này ra đây. Đấy, chúng ta có thể cất cái lắp ra một chỗ. Và cái thứ hai đó là các bác mở cho em cái vú xả e ở dưới ra. Đây là cái cao su chụp thôi, còn chúng ta muốn mở vú xả e ra thì chúng ta lấy con ốc lục lăng này ra. Đấy, các bác nhìn thấy dầu đang chảy ra là đúng. Dầu hiện tại đang chảy ra. Và chúng ta mở lưới hẳn ra, chúng ta lưới rộng ra, và để tạm thời con vú xả e ở dưới. Còn cái lắp đổ dầu bên trên là chúng ta lưới hẳn ra rồi. Con này thì lưới lỏng ra một vài gen. Khi mà chúng ta nhìn thấy dầu chảy ra là ok. Ok, sau đó là chúng ta lấy cái bơm, chúng ta đổ dầu phanh ra lắp của chai dầu, đổ đầy lắp. Và chúng ta lấy bơm, chúng ta hút vào bơm, hút vào cái bơm kim tiêm này. Khi hết chúng ta lại đổ tiếp và hút tiếp cho nó đầy nguyên một bơm kim tiêm luôn. Đó. Các bác hút cho đầy khoảng một ống bơm kim tiêm này. Và các bác dốc ngược lên như các chị y tá bơm mà lấy cái bỏ bọt khí, loại bỏ bọt khí ra khi mà tiêm cho bệnh nhân ấy. Chúng ta vỗ này và chúng ta bơm cho cái không khí ở trong nó chảy ra hết. Như vậy là được. Bắt đầu các bác đưa cái ống bơm kim tiêm có dầu này cắm vào cái lỗ này cho em. Cắm chặt. Đó, sau đó các bác bơm từ từ, bơm nhẹ tay xuống. Tức là mình cứ ấn nhẹ tay xuống để cho dầu từ đây nó chảy theo cốc dầu ở trong này. Sau đó chảy dòng chảy của dầu sẽ chảy theo ống này, và dòng chảy đó sẽ đẩy hết tất cả những cái bọt khí thừa ở trong ống này ra, và cuốn theo đó là cuốn xuống dưới. Như các bác đang nhìn thấy, đứng sang bên này, đứng sang bên này. Như các bác đang nhìn thấy là đây, dòng dầu đang chảy ra và có những cái bọt khí đang chảy ra như này. Và chúng ta ở trên, chúng ta vẫn, tay em vẫn tiếp tục bơm, vẫn tiếp tục bơm xuống. Khi nào các bác nhìn thấy cái dòng dầu nó chảy một dòng liên tục và không có những cái bọt khí chạy ra, không có những cái bọt khí chạy ra nữa, thì chứng tỏ là đã hết e. Ở trên tay phanh kia là em vẫn đang tiếp tục bơm xuống. Thì khi nào các bác nhìn thấy dòng dầu chảy ra một dòng liên tục và không có e, tức là không có những cái bọt khí chảy ra cùng với dòng dầu như bây giờ,
thì chứng tỏ là e đã hết. Và các bác dừng bơm, các bác để nguyên tay trên, các bác để nguyên cái xi lanh bơm ở trên tay phanh, và các bác dùng lục đăng, các bác khóa cho em, vặn con cho em cái con ốc xả dầu này lại, vặn chặt, chặt vừa thôi bởi vì con ốc này rất bé. Rồi ok. Và các bác tiến hành là bỏ cái bơm ra. Đây như các bác biết là thấy là ở lúc đầu thì dầu đến đây và em đã bơm dần thì số lượng dầu đã chảy xuống vào trong cái hệ thống phanh này. Và bây giờ nó chỉ còn thế này thôi. Và cái dầu này chúng ta xả lại bơm, xả lại chai dầu để chúng ta sử dụng, tái sử dụng. Chúng ta tái sử dụng. Như vậy là khi mà các bác bóp mà thấy tay nó căng, tay nó căng là ok, còn nếu không thì các bác tiếp tục bơm lại để cho hết, loại bỏ hết tất cả những cái bọt khí ở trong cái đường ống này, nó căng, bóp căng như bên này là ok. Thì là chúng ta đã xả gió dầu xong. Vâng, và em đã hướng dẫn nhanh cho các bác thì cái quá trình em cũng làm nhanh thôi, còn để mà cẩn thận thì chúng ta sẽ làm lâu. Nhưng mà túm lại là cái quy trình nó sẽ là như vậy. Và các bác nếu như ở nhà mà không mang được ra thợ để sửa chữa thì các bác đã biết cách để mà làm giống như em, để mà tiến hành xả e, thứ hai còn gọi là xả gió cho cái hệ thống phanh dầu của xe đạp của chúng ta. Vâng, và nếu các bác cảm thấy hay thì hãy ấn like video để ủng hộ bọn em làm những video hướng dẫn sửa chữa tiếp theo. Và các bác hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái xe thể thao mới về bên Kiên Xe Đạp của chúng em, và theo dõi những cái video mới. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay thì các bác có thể tìm Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ Thụy Sĩ hay là Nga hay là của Nhật Bản. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.